Em xin chào cả nhà nhá. Xin chào các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Shop Vàng Nhật 87 Lăng Hạ Hà Nội. Hôm nay em sẽ quay một lô tủ. Quay một lô tủ tổng thể qua về tất cả các cái lô hàng mới về nhà em nhé các bác. Thì đây mẫu đầu tiên đây em đang quay các bác là mẫu tủ lạnh nó là hệ mẫu Mitsubishi. Một mẫu tủ mặt kính gương. Mặt kính nhá các bác. Màu này là màu mận chín. Màu này màu cà phê cháy các bạn, nó không phải mận chín, nó không phải đen hẳn. Con này là Mitsubishi, một thương hiệu khá là nổi tiếng. Nó công nghệ của Mitsubishi này thì em đã giới thiệu rất nhiều cho các bác rồi. Đó là nó kèm đông mềm, hay là nó có các cái công nghệ như đá viên, đá rơi tự động đây, đá nó đã rơi rồi. Ngoài ra các bác biết là cái Mitsubishi này thì cái ngăn này các bác có thể là dự trữ các cái đồ cấp đông nhé, ăn trong vòng 3-4 đầu ngày đầu thì các bác đặt nó đông mềm thì không phải là cấp đông cứng rồi, và nó giữ nguyên cái giá trị chất dinh dưỡng ban đầu. Thì con này là hàng dùng lướt 600 lít và sản xuất ra 2021, hàng quá là lướt các bạn. Ngoài ra Mitsubishi những cái khay, cái ngăn này đó là cái ngăn cấp đông mềm phụ hay là ngăn ướp lạnh nhé các bác, ngăn nhiệt độ xe ấy. Đây cái khoang mát này các bác nhìn nó đẹp long lanh, đầy đủ hết các nội thất. Con này là Mitsubishi, một thương hiệu khá là nổi tiếng của Nhật. Đây, con rau đây, con rau củ quả đây. Con này 600 lít của Mitsubishi này, hàng trưng bày dùng lướt này thì bên em đang bán giá là 40 triệu, tủ 600 lít. Giá khá là hợp lý. Một con tủ đầu tiên em giới thiệu đó là Mitsubishi. Đây hông sườn đây các bác. Hông sườn này do vận chuyển về nó không tránh một tí lúm này nó không đáng kể các bác nhé. Thì nó ở bên hông sườn. Con thứ hai em giới thiệu các bác đây là một con Hitachi màu trắng. Con này dung tích khá là lớn. Con này nó là 670 lít. Một thương hiệu của Hitachi cũng khá là nổi tiếng rồi. Con này thì nó có phím cảm ứng chìm. Hay là con Mitsubishi này nhá các bác. Mitsubishi này nó là cảm ứng chìm này. Em quên em chưa biết. Đây nó đều hoàn toàn cảm ứng này. Điều chỉnh được các ngăn luôn. Đấy, các bác thích điều chỉnh ngăn nào thì điều chỉnh ngăn đấy. Đặt với ngăn đấy. Nó đều hoàn toàn bằng cảm ứng hết ạ. Đây là con này là con em đang giới thiệu nốt con Hitachi này. Con Hitachi này thì là con 670 lít. 670 lít màu trắng. Con này cũng là hàng trưng bày nha các bác, hàng dùng lướt. Nếu là nó đều là sản phẩm hàng đấu giá. Các bác xem qua những kênh nhà em nhiều có biết được cái chất hàng đấu giá thì các bác soi qua các bác nhìn này. Hàng này trắng tinh này, khay kia là vẫn còn mùi ở các cái còn màu nhựa xanh lét luôn. Ngoài ra các cái tem ngăn chân không của nó này, platinum này. Đây, Hitachi nó có công nghệ hút chân không khá là nổi tiếng. Cái công nghệ hút chân không này là nó tránh được cái thực phẩm mình bị oxy hóa, hay ngoài ra nó còn là bảo quản các đồ ăn. Nó là cấp đông mềm luôn, vừa hút chân không vừa cấp đông mềm nha các bác. Đấy là đặc quyền của Hitachi. Rơi xuống đây rồi. Đây ngăn cấp đông phụ đây, khay đặt đầy đủ. Ngăn cấp đông chính nha các bác. Hitachi thì luôn luôn là có 3 khay khá là đầy đủ các khay. Con Hitachi này 670 lít này, hàng trưng bày dùng lướt, hàng đấu giá, sản phẩm còn mới đến 96%, còn mới đến 96% đấy các bác. Như mẫu 670 lít này thì bên em đang bán giá ra là 50 triệu. Đấy là con Hitachi này, còn đầy đủ các công nghệ. Con Panasonic này thì em đã bán rồi thì em không lên video nữa. Còn Panasonic này thì là em đã setup cho chị người quen, là gồm cả full đồ nội thất, là tủ lạnh, máy giặt đây. Tủ lạnh, máy giặt, là điều hòa, bếp tư. Đây em đi sâu vào bên trong là một chút. Đây, còn ngoài ra này em còn có cái mẫu tủ mặt sơn nha các bác. Mẫu tủ mặt sơn thì giá nó rất là hợp lý. Ví dụ như con Mitsubishi này. Mitsubishi này giá nó vào khoảng tầm độ 23 triệu. Mitsubishi kính cảm ứng. Đây, khá là đẹp. Đấy, đây, khay đặt nó là nhìn đẹp lanh luôn. Con này thì em vừa cắm được mấy phút. Mitsubishi này nó cũng, em vừa nói nó nổi tiếng là về công nghệ đông mềm. Thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm nào, ví dụ như là bên em chỉ bán 3 thương hiệu chính, Mitsubishi, Pana và Hitachi. Đây con Mitsubishi này phím cảm ứng nha các bác, công nghệ Eco. Đây, con này tủ 550 lít thì bên em đang bán giá là 550 lít thì bên em nó bán giá là 23 triệu 500, giá khá là hợp lý, bảo hành 15 tháng. Hàng như bên em thì cam kết là hàng zin nguyên bản, bảo hành 15 tháng. Đây mẫu còn hai mẫu này, tủ là tủ Hitachi dung tích khá là lớn, 620 lít và 570 lít.
Các bác nhìn Hitachi đổi màu đẹp không? Em quay thật chậm nha các bác. Thật chậm các bác chỉ có màu sắc của nó. Đây. Hitachi đổi màu. Con bên tay trái kia là 570 lít. Con bên tay phải này là 620 lít. Thì đều là các hàng trưng bày, lô hàng đấu giá này thì em mới về được ngày hôm qua. Thì em đã vệ sinh lau, không phải vệ sinh đâu các bạn, chỉ cần lau thôi, lau này em đã cho vào đây. Các bác nhìn hàng quá là đẹp. Như hai con hàng dùng lướt này thì bên em với con đổi màu 570 lít này thì bên em nó bán ra với cái giá là 45 triệu, còn 620 lít này thì bên em bán giá là 48 triệu. Đây, Hitachi đổi màu, hàng có gạc từ Chợ Lơ. Hàng full công nghệ đây. Đấy, các bác đẩy nhẹ và nó tự ra. Nội thất là sáng choang luôn. Các bác nào quan tâm đến mẫu nào thì nhắn tin riêng Zalo cho em nhé. Qua số điện thoại là 0937445330. Hoặc là các bác có thể là nhờ ở gần Hà Nội thì các bác có thể qua xem trực tiếp tại địa chỉ là số nhà 68C, ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội xem hàng. Đấy. Thì em báo giá lại này, có 570 lít Hitachi đổi màu này, màu 3D này em bán giá 45 triệu. Bên tay trái và bên tay phải này là 620 lít thì bên em đang bán giá là 48 triệu. 620 lít. Đây. À, đây. Các bác hàng xóm là sang gửi đồ rất nhiều. Đấy. Nó đều có các hệ thống công nghệ như đông mềm này, eco này, đây, có sách hướng dẫn đầy đủ hết. Và công nghệ đá rơi, công nghệ hút chân không và từ trợ lực. Đây là đầy đủ hết các công nghệ đây các bác. Đá rơi đây. Cùng với nhà em thì chỉ có công cụ và trà đá thôi. Đây. Còn con màu vàng cát này, một màu vàng cát khá là đẹp và nổi tiếng. Đó là con này nó có các cái công nghệ khá là đặc biệt mà những con thủ khác không có. Con Hitachi 57K này sản xuất 2020 thì bên em đang bán giá là 47 triệu 570 lít. Con này thì nó các bác để ý, con này là con màu vàng cát nhé. Em có hai con màu trắng nếu là sản xuất 2020 và con màu vàng cát này. Đây. Đấy các bác nhìn xem khá là đẹp. Em quay rất chậm mà em quay chi tiết. Nhưng con này thì nó là 57K sản xuất 2020, hàng trưng bày, hàng chưa dùng, nhưng không phải là hàng đã sử qua sử dụng các bác. Ở bên kia thì họ chưa cắm điện, nhưng mà về đây em đã cắm điện để cho các bác xem, để trải nghiệm luôn. Hàng nhà em thì em đã cắm điện 100%, là các bác đến qua nhà em thì hàng là đều được cắm và cho khách trải nghiệm độ mát, độ lạnh, đá rơi, test ngon lành ạ. Đấy, những con này thì bên em đang bán 47 triệu 57k. Ngoài ra em nói về công năng của nó vượt trội nó một chút là cái con này có thể chuyển hóa từ ngăn đông thành ngăn lạnh và ngăn lạnh thành ngăn đông. Ví dụ như ngăn rau nhà mình là đồ ăn ở quê là hay là có đồ ăn nhiều, mình đi du lịch đi chơi về mua các đồ hải sản hay là cái đồ gì mà mình muốn nó ngon mình mua về nhiều thì có các chuyển hóa từ ngăn rau thành ngăn đông. Đấy là khá là tiện. Đấy là con 57K này sản xuất 2020 giá 47 triệu. Con màu trắng này, con màu trắng này thì em bán giá là thấp hơn một chút nữa các bác, vì cái màu trắng này thì em nhập được rẻ hơn một chút thì em bán giá là 46 triệu 500. Đều là model sản xuất 2020 và công chức năng như nhau, hàng chưa dùng. Đấy, hàng chưa sử dụng nha các bác. Đây, có gì đây, 570 lít, nhìn đẹp không, quá là đẹp. Các cái khay nó thiết kế đơn điệu luôn, khay này hay là tạo các vân ma sát này, đẹp. Đây, khay cũng đẹp này. Hàng chưa dùng đúng không bác? Hàng về như nào? Bên em còn chưa bóc và hàng còn chưa vệ sinh luôn đây. Vì hàng này là hàng chưa sử dụng, hàng mới. Nó được sản xuất 2020, được trưng bày ở các siêu thị tại Nhật thì bên em là có thể là mua được những cái hàng đấu giá. Đây còn con Mitsubishi này, con này thì 577 lít. Thì bên em đang bán giá là 39 triệu. Đấy là Mitsubishi. Con này thì hàng về, hàng nó về cùng lô nên là khá là đẹp. Đây, Mitsubishi nhìn đẹp long lanh. Thì tất cả các cái công nghệ của tủ lạnh thì em đã nói rất nhiều về các video rồi. Hôm nay em sẽ lên chi tiết. Thì các bác nào mà quan tâm mẫu nào thì có thể nhắn cho em. Mitsubishi 517 lít, 520 lít thì bên em đang bán giá 39 triệu. Đây. Hàng thì bên em cam kết là hàng duy nguyên bản, hàng không sửa chữa. Đây. Con trong cùng này ở bên tay phải này là của cụ lái một con nữa là thương hiệu Hitachi. Đây các bác, Hitachi này, một thương hiệu khá là quen thuộc và khá là nổi tiếng của nhà lạnh Nhật. Thì con Hitachi này 555 lít, màu mận chín. Đây, đầy đủ các công nghệ luôn.
555 lít màu mận chín sản xuất 2020. Thì bên em đang bán giá là 40 triệu. Các bác nhìn này, đồ nội thất của nó này. Các bác đi mua hàng á, thì mua những cái sản phẩm hàng đấu giá thì thứ nhất là hàng nó không phải là hàng vứt ra bãi rác. Các bác nhìn cái chất hàng của nó, nhìn nó đẹp long lanh. Đây, tất cả các hàng đều là đẹp long lanh 100% luôn. Đấy, các bác nhìn khay đợt nó này, nhìn khay kính chịu lực này, khay meca này, nó là gần như không có bị một vết xước nào các bác ạ. Hàng thì em đã test biết ngon lành. Các bác đến nhà em thì các bác trải nghiệm được cái độ cái độ mới của nó và cái thực tế cái độ lạnh của nó. Các cái khay đợt của nó đều đầy đủ hết 100% đây. Thì em cam kết là hàng sinh nhật bản, khay đợt đầy đủ. Để hôm nay em lên video tổng thể cho các bác nào mà quan tâm đến tủ lạnh Nhật thì có thể là qua xem trực tiếp nếu ở gần Hà Nội này, hoặc là các bác nào ở xa thì có thể là yên tâm mua hàng, vì tất cả những hàng này em bán ra là đều di nguyên bản và cam kết là hàng không qua sửa chữa, bảo hành 15 tháng và hàng được đấu giá trực tiếp về. Nên là cái chất lượng hàng tuy nó đắt hơn ở cái chỗ khác, các cái nơi khác nhà ta bán hàng bãi, hàng lô, hàng vứt, hàng bãi rác ấy, thì nó đắt hơn 1-2 triệu, nhưng mà các bác mua với cái tủ này về các bác được cái chất hàng của nó là khá là đẹp và yên tâm là tủ không bao giờ hỏng hóc, là nó không bao giờ là cái tủ mà đã được người ta bỏ đi ở bên Nhật đấy. Con này là con Bana 600 lít này, con Bana 600 lít này thì em cũng bán rồi đây, em đã bán cùng cả bếp, người ta các anh khách anh cũng chờ ngày về nhà mới là em chuyển qua, em không giới thiệu nữa. Ngoài ra em còn cái con Hitachi 620 lít này, con hôm trước bị vỡ mặt kính em đã đặt được về rồi, vì em đã đặt kính được từ Nhật về, nó ship trong vòng mất 10 ngày. Đây các bác nhìn này, cái nội thất nó sáng không? Những cái hàng đấu giá này, hàng mới này, đẹp quá các bác ạ. Bác nào mà đang cần tủ lạnh Nhật thì chốt ngay nhá. Thì cái lô này là nhà em đặt hơn 2 tháng này đây giờ mới về được tới Việt Nam. Em đặt 20 con thì em để nó về lô này là hơn chục con. Đây. Các bác nhìn cái chất hàng này 620 lít. Con này thì bên em cũng bán giá 48 triệu. Đây, màu mận chín, hàng full công nghệ, đều có ngăn chân không này. Công nghệ khử khuẩn toàn tủ. Ngoài ra đây em còn một em Bana nữa, Bana 650 lít ạ. Đây con này 650 lít, em xin lỗi, con này khá là lớn này, các bạn nhìn thấy dung tích nó lớn hơn cả Bana 650 lít của Bana sản xuất 2021. Bên em đang bán với giá là 50 triệu, mặt kính gương trắng bạc. Các bác nhìn qua vào nội thất đó đi. Đấy, các bác nhìn nội thất đó này. Đấy, đẹp long lanh. Mặt kính gương trắng bạc có ngăn đông mềm lớn đây. Các bác nhìn đây. Riêng Bana này nó có cái ngăn này là ngăn đông mềm đấy. Các bác để chuyển đèn theo màu được. Đây. Ngăn đông mềm lớn này. Có đầy đủ các công nghệ đá viên, đá rơi. Đầy đủ hết. Các bác yên tâm, nó đều phun về công nghệ ạ. Con này 650 lít được sản xuất hàng dùng lướt, sản xuất 2021. Đầy đủ hết các khay đợt. Bên em đang bán giá với 50 triệu. Con này là con mặt gương soi trắng bạc. Đây là mặt gương soi trắng bạc. Các bác nào mà mua về tặng cho vợ mình thì ngồi trong bếp thì chắc là vừa nấu cơm, vừa soi gương, vừa nhún nhảy. Để có cái động lực cho chị em nấu nướng. Có khi là các bác con nào mua về tặng vợ con này thì em nghĩ là chắc là hết vợ là không thể chê nổi vào đâu cả. Còn em Bana sản xuất đây trong 2021 650 lít thì bên em nó bán 50 triệu gương thủy. Còn con Hitachi đây, con này là cũng full công nghệ, nhà em lô này em nhập về nguyên đời cao đâu, không có đời thấp. Con này full công nghệ, bên em đang bán giá là 39 triệu. Hitachi. Các bác nhìn nội thất đẹp không? Các bác nhìn thấy đẹp, sáng choang luôn, cái trứng này. Đẹp long lanh như này mà giá thì quá hợp lý, một con hàng đấu giá mà đẹp thế này thì chắc là các bác chỉ đến bên nhà cửa hàng em thôi, mới có những cái sản phẩm để phục vụ cho các bác quá tuyệt vời như này. Đây, 520 lít, giá 39 triệu. Còn con
con này thì bên em bán rồi, con Mitsu này thì em bán rồi, mặt sơn này, mặt sơn 600 lít này thì chị gái cũng đã đến đặt bếp từ và tủ lạnh, thì cũng chờ ngày về nhà mới là chuyển thôi. Em sẽ đi quay qua lại một lượt cho các bác xem, các bác nào chọn mẫu tủ lạnh nào thì có thể là liên hệ với em qua số điện thoại hoặc nhắn tin Zalo, số điện thoại là 0937 445 330, hoặc là qua xem trực tiếp tại địa chỉ là số nhà 68C ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội xem hàng. Hàng bên em bán cam kết zin nguyên bản 100%, hàng không qua sửa chữa, hàng là hàng đấu giá, hàng dùng lướt, nên là các bác yên tâm về cái chất lượng của nó. Các bác đi mua tủ lạnh thì các bác nên cân nhắc để mua những cái hàng chất lượng về dùng cho gia đình mình. Thứ nhất là rất yên tâm, hai là cái chế độ chất lượng bảo hành của bên em là khá là tốt, là hàng bên em hỗ trợ bảo hành trọn đời, hàng em bao test cho anh chị là trong vòng 3 tháng cơ, nên là các bác cứ yên tâm, nên là không phải về lo về cái chất lượng của tủ, nên là các bác cứ yên tâm ạ. Các bác xem theo dõi kênh của em mà thấy hay thì cho em xin một lượt like nhé và một lượt đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm lần sau. Bên em còn rất nhiều các sản phẩm để cho các bác lựa chọn, nên là các bác cứ qua bên em và xem hàng trực tiếp. Em xin chào nhé và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau ạ.